Ngày 23 tháng 11, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức trao hỗ trợ cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động huyện Simacai bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu cơn bão số 3. Tại chương trình, các thành viên trong đoàn đã chia sẻ với những thiệt hại về người và tài sản của người dân huyện Simacai trong hoàn lưu cơn bão số 3. Đoàn đã trao 110 xuất quà cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của huyện. Mỗi xuất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 1 triệu đồng tiền mặt. Trao tặng trường mầm non Can Cấu 1.000 đô la, trường tiểu học Can Cấu 20 triệu đồng. Tổng giá trị trao tặng trong đợt này khoảng 150 triệu đồng. Những phần quà thiết thực và ý nghĩa đã góp phần sẻ chia, động viên người lao động của huyện Simacai vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.